chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh Tóc Tiên Diệt. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn bằng cách comment bên dưới. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để đứng chung bên cạnh để theo dõi thông tin mới nhất. Và sau đây thông tin chính có trong bản tin ngày hôm nay. McTominay đứt dây chằng đầu gối sau chiến thắng của MU. MU nhận tin không vui sau chiến thắng 4-1 trước Newcastle khi Scott McTominay dính chấn thương nặng. Rạng sáng ngày 27 tháng 2, sau 24 giây thi đấu, tiền vệ MU nhận thẻ vàng trong chiến thắng 4-1 của MU trước Newcastle sau pha va chạm với Steve Longstaff. Theo ông ta, đây là thẻ vàng nhanh nhất từ khi công nghệ thống kê thẻ phạt được áp dụng tại Premier League vào mùa giải 2006-2007. McTominay chơi 45 phút trước khi bị thay ra để nhường chỗ cho Pogba ngay đầu hiệp 2. Tiền vệ người Scotland bị bắt gặp rời sân Old Trafford bằng nạng khi trận đấu kết thúc. Trả lời phỏng vấn sau trận, huấn luyện viên Solskjaer thừa nhận McTominay đã bị chấn thương dây chằng đầu gối. "Tôi không biết chấn thương đó sẽ tệ đến mức nào. McTominay là chàng trai dũng cảm. Mọi thứ sẽ sáng tỏ vào ngày mai", nhà cầm quân người Na Uy nói. Mùa này McTominay ra sân 21 trận cho MU trên mọi đấu trường và có 3 bàn thắng. Anh đá 17 trận tại Premier League và đều thuộc đội hình xuất phát. Trong 2 trận vắng McTominay, MU đều không thắng, hòa Sheffield và Aston Villa. Rạng sáng ngày 27 tháng 12, MU giành chiến thắng 4-1 trước Newcastle để có 3 điểm trọn vẹn trong ngày lễ tặng quà. Huấn luyện viên Solskjaer, Greenwood khiến tôi nhớ lại Ronaldo. Huấn luyện viên Solskjaer đã so sánh tài năng trẻ Mason Greenwood với Ronaldo sau chiến thắng ngược dòng của MU trước Newcastle tại vòng 19 ngoại hạng Anh. Tiền đạo 18 tuổi đã đánh dấu bàn thắng thứ 8 trong mùa giải năm nay với cú dứt điểm tuyệt đẹp bằng chân trái ở phút thứ 36 từ ngoài khu vực vòng cấm trong chiến thắng 4-1 của Manchester United trước Newcastle. Chỉ có một cầu thủ duy nhất dưới 20 tuổi, Jadon Sancho của Borussia Dortmund với 12 bàn thắng là người ghi được nhiều pha lập công hơn Greenwood ở 5 giải đấu lớn nhất của châu Âu cho tới lúc này. Sau trận đấu, huấn luyện viên Solskjaer đã ca ngợi cầu thủ trẻ này. Trên tờ The Sun, huấn luyện viên của MU chia sẻ, Greenwood có thể làm mọi kỹ thuật. Ronaldo trước đây đã ghi nhiều bàn thắng bằng chân trái, nhưng Greenwood cũng có thể dứt điểm tốt bằng cả hai chân. Greenwood còn trẻ và còn nhiều thứ để học, có ai biết điều đó. Tôi không nghĩ rằng chúng ta sẽ thấy Greenwood tốt nhất trong một vài năm tới. Nhưng tôi có thể nhớ khi mình 18 tuổi, tôi không ở cùng đẳng cấp với cậu ấy. Bên cạnh pha lập công của Greenwood, những người đem về chiến thắng cho MU còn có Martial the Group và bàn thắng còn lại thuộc về Rashford. Với kết quả này, MU đã vươn lên vị trí thứ 7 với 28 điểm, chỉ kém 4 điểm so với top 4. Huấn luyện viên Ancelotti khởi đầu suôn sẻ trong ngày ra mắt Everton. Dù nhọc nhằn nhưng Everton đã có được chiến thắng quý giá trong ngày huấn luyện viên Carlo Ancelotti chào sân Goodison Park. Chính thức cập bến Goodison Park từ trước trận đấu với Arsenal, nhưng phải chờ đến ngày tặng quà, huấn luyện viên Carlo Ancelotti mới có được trận ra mắt Everton. Sau hơn 8 năm, chiến lược gia kỳ cựu người Italia đã tái xuất Premier League và đối thủ đầu tiên của ông lần trở lại này là đội bóng khó chơi Burnley. Với lợi thế sân nhà, Everton chơi chủ động và có thể trận vượt trội hơn so với Burnley. Tuy nhiên, lối chơi của Zotofi này khá một màu, dễ bị đối khách bắt bài khi họ thiếu đi một ngôi sao có khả năng tạo ra đột biến ở khu vực giữa sân. Sự bế tắc của Everton thể hiện rõ ở cách tiếp cận khung thành của đối phương. Đội chủ sân Goodison Park chỉ biết dựa vào những tình huống cố định để tạo ra áp lực về phía cầu môn của Burnley, thay vì cụ thể hóa ưu thế về quyền kiểm soát bóng. Sau giờ nghỉ, Everton vẫn là đội kiểm soát bóng vượt trội và có sự chủ động về mặt thế trận. Tuy nhiên, hàng công nhạt nhòa vẫn khiến các học trò của Vieira Ancelotti gặp khó trong việc tiếp cận vòng cấm Burnley. Trận đấu cứ thế trôi về những phút cuối trong sự sốt ruột của người hâm mộ có mặt trên sân Goodison Park. Và cuối cùng đến phút thứ 80, những nỗ lực của Everton đã được đền đáp. CDB là người có quả tạt tuyệt vời để Calvert-Lewin bay người đánh đầu đẹp mắt tung lưới thủ môn Pope. 1-0 cho The Toffees trong sự vỡ hòa của huấn luyện viên Ancelotti cũng như người hâm mộ đội chủ nhà. Tỷ số 1-0 nghiêng về phía Everton được giữ nguyên đến khi trọng tài nổ hồ còi kết thúc trận đấu. Huấn luyện viên Ancelotti có thể hài lòng khi có được chiến thắng đầu tay trong ngày ra mắt. Với 3 điểm trọn vẹn trước Burnley, đội bóng vùng Merseyside hiện có 22 điểm và xếp thứ 13 trên bảng xếp hạng Premier League. Chelsea thua lỉ xỉng, Frank Lampard nói gì? Huấn luyện viên Lampard đã không giấu nổi sự thất vọng khi Chelsea lại tiếp tục để thua, lần này là trước Southampton. Vừa lấy lại niềm vui sau trận thắng 2-0 trước Tottenham ở vòng đấu trước, Chelsea lại tiếp tục gây thất vọng, trở về sân nhà Stamford để đón tiếp Southampton trong khuôn khổ vòng 19 Premier League. The Blues đã để thua trắng 0-2. Michel Obafemi và Nathan Redmond là hai cầu thủ ghi bàn cho đội khách. Đáng chú ý, đây đã là trận thua thứ 5 trong 7 vòng đấu gần nhất của Chelsea tại giải đấu cao nhất nước Anh. Dù vẫn giữ được vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng, nhưng họ đã bị các đội xếp sau áp sát. Đây rõ ràng là hồi chuông báo động đối với huấn luyện viên Frank Lampard khi phong độ của đội chủ sân Stamford đang lao dốc không phanh. Phát biểu trong buổi họp báo sau trận thua sốc Southampton, bản thân Lampard cũng không giấu nổi sự thất vọng. Thuyền trưởng người Anh cho biết,
Kịch bản của trận đấu này không khác gì trận thua Bournemouth trên sân Stamford hôm ngày 14 tháng 12 vừa qua. Và Chelsea không còn là chính mình, họ cần phải nhanh chóng giải quyết được các vấn đề nếu muốn tiếp tục giữ được vị trí trong top 4. Câu chuyện cũ đã lặp lại, tôi sẽ trả lời y hệt như buổi họp báo sau trận gặp Bournemouth 2 tuần trước. Trận đấu này trở nên hết sức khó khăn và nó là bài test dành cho các cầu thủ cả về tinh thần thi đấu lẫn chất lượng chuyên môn. Sau trận thắng 2-0 trước Tottenham hôm Chủ nhật, chúng tôi trở thành đội bóng tuyệt vời nhất trên thế giới, sở hữu những cầu thủ xuất sắc nhất và vị huấn luyện viên giỏi nhất. Nhưng sau trận đấu ngày hôm nay, mọi thứ lại biến thành một dấu hỏi lớn. Tất nhiên thi đấu trên sân nhà sẽ là áp lực hơn rất nhiều, chúng tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được điều đó. Nhưng bạn không thể chơi theo kiểu kiểm soát bóng đến 70% nhưng vẫn tỏ ra bất lực. Không thể có những đường căng ngang thuận lợi hay tung ra nhiều hơn những cú sút trúng đích. Người ta luôn tôn trọng chúng tôi bởi đây là Chelsea. Nhưng hôm nay chúng tôi không phải là chính mình. Rõ ràng bạn cần có phong độ ổn định nếu muốn tiếp tục giữ được vị trí trong top 4. Chúng tôi muốn làm được điều đó và phải tiếp tục hướng về phía trước, huấn luyện viên Lampard phát biểu sau trận đấu. Kết thúc giai đoạn lượt đi, Chelsea xếp ở vị trí thứ 4 với 32 điểm sau 19 vòng đấu. Cuối tuần sau, họ sẽ có chuyến hành quân đến sân Emirates để chạm trán Arsenal, đội bóng vừa thay tướng mới. Đây chắc chắn không phải là nhiệm vụ dễ dàng dành cho Frank Lampard và các học trò. Ozil ghi điểm trong trận ra mắt của huấn luyện viên Arteta. Không chỉ thể hiện tốt khi tập luyện, màn trình diễn của Mesut Ozil trước Bournemouth cũng khiến tân huấn luyện viên Arsenal Mikel Arteta hài lòng. Trên sân Vitality của Bournemouth, huấn luyện viên Mikel Arteta đã có màn ra mắt không thực sự như ý khi Arsenal chỉ có thể giành được một điểm. Tuy nhiên, chiến lược gia 37 tuổi vẫn có thể hài lòng phần nào về màn trình diễn của nhiều ngôi sao, trong đó có Mesut Ozil. Cầu thủ tưởng như sẽ trở thành người thừa khi liên tục gây thất vọng dưới thời Unai Emery rồi Freddy Ljungberg. Ở trận đấu diễn ra vào ngày tặng quà, Ozil chính là cầu thủ chơi tốt bậc nhất bên phía Arsenal. Được huấn luyện viên Arteta bố trí đá tự do, tiền vệ người Đức đã cho thấy được nhãn quan tuyệt vời. Chỉ đá 75 phút, nhưng anh vẫn là người tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm nhất, với 4 đường truyền tạo cơ hội cho đồng đội trong số các cầu thủ có mặt trên sân. Nếu các cầu thủ Arsenal giữ điểm tốt hơn, đặc biệt là Aubameyang khi bỏ lỡ 2 cơ hội do Ozil tạo ra, thì Ozil đã có thể rời sân với ít nhất 1 đường kiến tạo. Huấn luyện viên Arteta vì thế tỏ ra rất hài lòng và dành những lời tán dương cho ngôi sao 31 tuổi. Công bằng mà nói thì thái độ Ozil trong tập luyện từ ngày tôi đến đây là hết sức tuyệt vời. Tôi đã chứng kiến điều đó. Tôi từng nói rõ ràng sẽ trao cơ hội cho tất cả mọi người và Ozil cũng nhận được sự đối xử công bằng như vậy. Khi chúng tôi chuẩn bị cho trận đấu và theo dõi cách đối thủ chơi bóng, tôi đã tin rằng Ozil có thể là chìa khóa. Ozil đã thể hiện rất tốt, cho thấy cậu ấy có thể làm được những gì. Đáng lẽ ra, chúng tôi có thể ghi 2 hay 3 bàn nhờ vào những đường truyền của cậu ấy. Thời gian gần đây liên tục xuất hiện tin đồn Ozil sẽ rời Arsenal khi thị trường chuyển nhượng mùa đông mở cửa. Tuy vậy, nếu tiếp tục chơi tốt dưới sự dẫn dắt của người đồng đội cũ Arteta, anh có thể hy vọng vào việc được ở lại sân Emirates. Ibrahimovic đồng ý trở lại AC Milan trong 6 tháng. Sau nhiều cuộc thương lượng, cuối cùng tiền đạo Zlatan Ibrahimovic đã đồng ý quay trở lại AC Milan vào tháng 1/2020. Từng là một ông lớn tại Syria và châu Âu, nhưng AC Milan đã sa sút đi rất nhiều trong những năm vừa qua. Chính vì thế, họ cần một siêu sao thực thụ để vực dậy hình ảnh hào hùng khi xưa. Ibrahimovic dù đã 38 tuổi, nhưng vẫn cho thấy đẳng cấp và phong độ ổn định. Trong 2 mùa giải thi đấu tại LA Galaxy, Ibra ra sân 56 trận, ghi được 52 bàn và đóng góp tới 17 pha kiến tạo. Tiền đạo người Thụy Điển từng có những năm tháng thành công tại Milan trong giai đoạn từ 2010 đến 2012. Khi đó anh đã ghi tới 56 bàn và kiến tạo 24 lần sau 85 trận cho Rossoneri. Theo nguồn tin từ nhà báo Fabrizio Romano, Ibrahimovic đã đồng ý tái hợp cùng Milan với bản hợp đồng có thời hạn 6 tháng tới tháng 6/2020. Milan đang hiện đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng Serie A 2019-2020. Họ vừa phải nhận trận thua lịch sử 0-5 trước Atalanta ở vòng đấu trước và người hâm mộ đang hy vọng sự trở lại của Ibra sẽ giúp đội bóng này thoát khỏi cơn khủng hoảng. Coi như xong tương lai Saka, Jose Noguera, người đại diện của tiền vệ Arsenal, Saka xác nhận thân chủ của ông đã đạt được mọi thỏa thuận cá nhân với câu lạc bộ Hertha Berlin. Alexander Arnold tự hào về Liverpool. Hậu vệ Alexander Arnold cho rằng trận Liverpool thắng Leicester City 4-0 ở vòng 19 Premier League là trận đấu hay nhất của The Gop từ đầu mùa 2019-2020 và rất tự hào về màn trình diễn của đội nhà. Man City không mua người thay David Silva. Huấn luyện viên Pep Guardiola khẳng định sẽ không mua người thay David Silva vì đội hình có nhu cầu thủ chất lượng là Bernardo Silva, Phil Foden, Ilkay Gundogan và Kevin De Bruyne. Carles Anena rời Barcelona. Hậu vệ Carles Anena đã đạt được thỏa thuận rời Barcelona, chuyển đến Real Betis theo dạng cho mượn đến hết mùa 2019-2020. Hazard lỡ giải siêu cúp Tây Ban Nha. Theo tờ Marca,
quá trình hồi phục chấn thương mắt cá của Eden Hazard tiến triển không tốt nên tuyển thủ Bỉ không dự giải siêu cúp Tây Ban Nha 2019 diễn ra tại Saudi Arabia từ ngày 8 tháng 1 2020. Tổng thống Vladimir Putin ghi 8 bàn. Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa chơi chói sáng trong trận khúc côn cầu biểu diễn nhân dịp Giáng sinh vì ghi đến 8 bàn. Thầy Park là động lực của huấn luyện viên Shin Tae-yong. Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Indonesia tiết lộ rằng thành công của huấn luyện viên Park Hang-seo ở đội tuyển Việt Nam là động lực để ông đến Đông Nam Á thử sức. Huấn luyện viên Park Hang-seo có trợ lý mới. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đã có trợ lý ngôn ngữ mới Vũ Anh Thắng thay ông Lê Hưng Kha. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn bằng cách comment bên dưới. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để nhận thông tin bên cạnh để theo dõi những thông tin mới nhất nhé. Và giờ xin chào và hẹn gặp lại.